và đâu đó có thể thấy là túi có thể thấy ở một số các cái phòng bệnh này của các cái phòng bệnh bệnh nhân đó cho nó tập trung cho nó nhanh tất cả những cái điều kiện nó sẽ trình bày ở đây và không có nói đến mục tiêu cho bệnh nhân này đó là hướng tới các vấn đề lâu dài các cái gì giải quyết trong thời gian một quý còn cái vấn đề liên quan đến công tác thì tôi làm về nhà đọc nên cho nên mục tiêu của những cái vấn đề mà tôi bài đây nó phục vụ cho công tác lâu dài không phải là phục vụ công tác điều hướng này ban nội dung thứ nhất là một cái bệnh cảnh rất nguy hiểm rất tích cực nó có tên gọi là tròn hay là sóc về mặt phụ nữ đó, thì người ta có thể gọi là người mẹ khác nhau chưa nhưng mà đôi khi quen sử dụng phụ nữ này có thể chúng ta sử dụng phụ nữ ví dụ nếu mà sử dụng một phụ nữ thuộc về thì gọi là tròn và nếu mà sử dụng cái từ tốt của nó ta khi nào qua một điểm đó ta gọi là sóc do đó sóc thì có là quen vì nó cái quen vì một cái chủ quen cũ như thế nào thì bài này ghi là đoán nhưng mà có khi ta nói sóc sóc là quen chủ chủ sóc nên có bốn nội dung chính thứ nhất là chủ nghĩa và phân loại thì mọi người sẽ nắm được thôi cái định nghĩa cơ bản về sóc và nó có hai cái gì chúng người cũng sửa lại và đầu và sóc quay lại sóc theo một phong cách được và bây giờ người ta đã phân chia sóc các loại nào đó thì chúng ta sẽ giải thích và một cái học viên giữa cái chuyện là thì lần đầu tiên một cái tác giả dự án này đưa cái chữ sóc từ chữ sóc ra đời một thời gian sử dụng chữ sóc và chúng ta quen gọi là sóc là xuất phát từ cái chữ tiếng Anh này tập vào những cái học viên giữa cái chuyện này vậy thì lúc mới ra đời thì sóc thôi được định nghĩa như thế nào được chưa sóc được định nghĩa như thế nào mới ra đời thì dường như đó, nếu mà cái phần cơ bản nó sẽ nói sao thì chúng ta sẽ có một cái loại gọi là sóc giải thích thì dường như cái định nghĩa sơ khai ban đầu cho sóc đó, nó chỉ đúng cho sóc giải thích thôi khi mà người ta định nghĩa như thế này sóc là tình trạng suy sụp của mày có nghĩa là cũng nghe không phải diễn ra sau rối loạn tự nhiên mà chỉ có thể học mà là do sự kiện có được của mày với các khu vực kia nên cái định nghĩa sơ khai này thì như là chỉ đúng cho một cái loại sóc đó là sóc được chưa đó. Nếu chúng ta định nghĩa theo cái cách kép khi mà đi học hiện đại người ta đã nghiên cứu ra phát hiện ra được chưa những cái hoạt động ở cấp độ phân tử của tế bào đó thì khác biệt về sóc theo quan điểm của học hiện đại là khác biệt nó không phải chỉ là một định nghĩa nó rất cơ bản là sao đó mà người ta thấy là sóc là một cái mô ở tế bào không thể đủ học sinh là không cần cho những cái hoạt động thì nó tự tử vì tự tử là hơn tự tử đây là định nghĩa có tính chất hay là có cái đặc điểm là cái sóc của không thể được và nếu chỉ là cái cách khác nữa theo quan điểm của y học hiện đại thì nếu chỉ là cái cách khác nữa theo quan điểm của y học hiện đại thì người ta tự nghĩa hay gọi là có cái khác biệt như thế này đó là một trạng thái vật lý do giảm sút cái hóa môn dẫn đến không thể duy trì được vận hành cái cơ thể thì cũng đã tiến vào đường phát triển được chưa cho nên nó gây rối loạn chức năng và tổn thương như vậy nếu tự nghĩa được diễn đạt bằng cách này thì các chị thấy chị ta hình dung ra được người dân các chị ta hình dung ra được đó là những cái giai đoạn trong cơ chế bệnh tình của sóc đó là cái mục tiêu học tập thứ hai của mình người dân nhưng mà từ học tập thứ ba là cái học tập thứ hai của mình đó là cái giai đoạn trong cơ chế bệnh tình của sóc tại sao phải áp dụng cái giai đoạn trong cơ chế bệnh tình của sóc đó là để nhận định một cái vật lý này và cái sóc này sẽ được một số rất là khẩn trương được chưa và qua đó thì cái sự biến của nó sẽ được nhận trong là thế nào bởi vì nếu không những cái giai đoạn cuối cùng tuy sự còn khổ có nghĩa là trên lâm sàng chúng ta sẽ có cái suy tan cơ quan suy tan
Thì do đó là nếu hiện đại chủ nghĩa theo một cái cách khác nữa là đây, thì cái cách hiện đại về định nghĩa này có cho anh chị thấy cái diễn biến của cơ chế từ của pháp luật đấy. Nếu tế bào hormone không nhận đủ một tin và nhiều để bảo vệ cho tế bào hoạt động, thì cuối cùng tế bào sẽ chết ở cái trạng tim của bệnh nhân. Phải chưa? Do đó mới nói tất cả cái nội dung của chiều hôm nay nó nói đều là cái nội dung là kinh điển và đồng thời là những vấn đề rất cụ thể cho bạn này. Mặc dù nói thì đồng điệu là sự thể hiện cần tôi thôi, nhưng mà trên lâm sàng vấn đề vật lý thông tin nghiêm trọng và cũng có thể tử vong nếu không có cơ sở khoa học. Ok, vậy thì con loại theo nó hiện tại nó cũng là nào, thì nếu nói cái loại nó có bốn loại chính thì các loại này chúng ta không tự vong, chúng ta dùng được gió thì nó thấy quá cần giờ nó bảo quá cần giờ nó dùng từ gió thì không tự vong, thì chúng ta sẽ có bốn nhóm cho chính. Thứ nhất đó là sốc tim, thứ hai là sốc giảm thể tích, thứ ba là sốc do ngoài tim, và thứ tư là sốc phân bổ. Hiện tại phân loại có bốn nhóm sốc chính, được chưa? Vậy thì thứ nhất là sốc giảm thể tích thì thế nào là sốc giảm thể tích? Nếu định nghĩa một cách đơn giản hay nói một cách đơn giản thì sốc giảm thể tích là một cái tình trạng sốc xảy ra do sự giảm sút thể tích luôn không ổn định, nghe nói chưa? Sự giảm sút thể tích luôn không ổn định, gây nên sốc, chúng ta gọi là sốc giảm thể tích. Thì có nhiều nguyên nhân gây nên sốc giảm thể tích ở đây. Đó, thứ nhất là mất tiền, chúng ta gọi là mất thật sự thể tích của bạn, hiểu chưa? Thứ hai là mất tiêu cầu, mất tiêu cầu có nghĩa là thể tích của bạn nó không có ở đâu, nó không có đi ra ngoài cơ thể, mất đi đâu ra ngoài hết, hiểu chưa? Ra khỏi được mặt khi nó ở đâu kia có một số bệnh lý để bên ngoài cho tình trạng mất tiền hay là mất xương cốt gây ra sốc giảm thể tích. Thứ hai là sốc tim, thì hiểu một cách đơn giản là tình trạng sốc xảy ra khi cơ tim không còn khả năng co lớn nữa, chúng ta sẽ có sốc tim. Vậy thì bệnh cảnh sốc tim này sẽ do những cái bệnh lý nào gây ra sự mất co lớn của cơ tim? Rất thường thấy là nhồi máu cơ tim thấp, những cái bất lợi của tim thẳng, các cái bệnh lý mà tim thẳng đặc biệt là bệnh của ta thay đại và bệnh của ta có bệnh dụng ở cả hai cái điểm luôn, đó là em và tiếng này nó có nhiều hay mà này. Thứ ba, sốc do nghẹn này là một nghẹn ở ngoài tim, được chưa? Chủ yếu là nghẹn ở trong các cái hệ thống mạch máu. Do đó cái nhóm sốc thứ ba này cũng có thể nói một cách cũng gọi là sốc do hay là sốc, được chưa? Mà nó đầy đủ là sốc do ngoài tim để chỉ điểm những cái tình trạng sốc xảy ra mà không có phải là do giảm thể tích lưu thông vào mạch do tình trạng sốc, cũng không phải là do khi tim như là trong phòng tim. Sốc ở đây xảy ra là do sự tắc nghẽn lưu thông của máu trong lòng các cái mạch máu lớn. Lưu ý từ từ có sử dụng nó làm việc có thể nó chủ là động mạch và động mạch luôn, được chưa? Trong các cái động mạch động mạch lớn có sự tắc nghẽn lưu thông vì rất nhiều nguyên nhân, thực ra có những nguyên nhân là cơ học, đó ví dụ có buồn nhiễm, hoặc là có những nguyên nhân không phải cơ học, ví dụ do những cảm huyết khối ở trong lòng mạch, thực ra gây tắc nghẽn sự lưu thông. Đó thì nhóm sốc này có thể do những bệnh lý gây ra, cho nên sẽ chúng ta thấy là gây tiền mạng tim, gây tiền mạng tim cấp, rồi chúng ta có những mạch tim bình bóng tắc nghẽn phổi, hoặc là trên cái bàn tim chân tay hoặc kiểm soát bàn tim chân tay, hoặc là tràn khí màng phổi ở cái bệnh nhân có vết thương thở là tràn khí màng khó khăn, đó thì những cái bệnh nhân này có khả năng gây ra một cái sốc có tên là sốc do nghẹn, đó là nhóm thứ ba. Và nhóm cuối cùng đó là sốc phân bố. Sốc phân bố có đặc điểm gì ở đây để phân biệt thứ nhất là sốc phân bố? Thì sốc phân bố lúc này không có sự giảm thể tích trung của mặt giống như sốc giảm thể tích, cũng không phải là sự suy tim trong sốc tim, nó cũng không
đó là sự tắc nghẽn lưu thông của máu trong lòng mạch máu lớn như sốc chân. Và lúc này sốc xảy ra là do sự rối loạn phân bố của máu trong lòng mạch. Rối loạn phân bố ở đây đó chính là máu ứ động ngoài đi hết dẫn tới cục thể. Và những cái biến động cảnh của cái nhóm sốc phân bố này chúng ta có rất quen thuộc, như là chúng ta có thể có động mạch máu trong lòng mạch này là sốc nhiễm trùng. Và thứ này là sốc tạm bệnh. Chúng ta còn có nhiều loại sốc trong nhóm sốc phân bố này nữa, ví dụ sốc thủy do chấn thương cuộc sống tức thủy. Người ta có sốc trong bệnh cảnh suy nhược thận cấp sốc phân bố thế nhân. Do đó vừa rồi tôi đã trình bày cho chị cơ bản những cái điều kiện, những cái khái niệm và cái nhóm sốc chính theo một loại của nó. Đây chúng ta đi tiếp. Bốn cơ chế bệnh sinh mà chị sẽ phải nắm trong cái bộ phim này là bởi khi chúng ta nắm được sự diễn tiến phân tử của sốc từ lúc đầu cho đến giai đoạn kết cục thì mọi người đã thấy tất cả những câu hỏi rất là dễ như thế. Và qua đó trên năm tiền người thầy bố sẽ có thái độ có thể để con để tiến tập thì cũng thôi, và có thể sửa chữa và có sự giúp để chúng ta sao ạ, để chúng ta ngăn chặn các cái giai đoạn này đi đến kết cục là phòng thủ thế nào. Chúng ta sẽ ngăn chặn các cái giai đoạn đầu tiên này cũng cho nó đi đến giai đoạn kết cục. Giai đoạn kết cục là giai đoạn thứ tư, đó chính là giai đoạn hoàn tử hay là suy sự hoạt động của người. Và cho nên thầy ta phải dùng là phụ tử suy đang cơ quan được chưa? Chỗ này thì nếu cứ còn nghe đi, dù hôm nay cứ còn nghe không cần phải là một lần lặp lại cái đó, không phải tốt chứ chỉ cần mọi người. Như vậy thì mỗi giai đoạn này nó có những cái đặc điểm chính nào ở đây có thể tóm tắt cho mọi người nghe. Giai đoạn thứ nhất đó là giai đoạn táo bạo. Nhắc lại có bốn cái giai đoạn trong cơ chế bệnh sinh của bệnh lý sốc. Đủ điều hôm nay ở một cái hệ thống thì mọi người đang đứng ở đâu, mọi người đang đứng ở đâu, mọi người đang đứng ở đâu. Khi mà sốc có bốn nhóm lớn, đó là sốc tim, đó là sốc do thể tích, đó là sốc do nhiễm ngoại tim, và sốc phân bố. Mọi người đang đứng ở đâu? Mọi người không có đứng ở đâu ở đây hết trơn á. Mọi người đang đứng ở đây nè, đang đứng ở đâu đâu không phải nè. Bây giờ kiểu đang đứng có những từ là có những từ không có đứng ở đây. Có nghĩa là tôi đang hướng dẫn cho cái việc tiếp cận để chẩn đoán và xử trí sốc, chứ không phải là đi sâu vào chẩn đoán và xử trí một cái loại sốc cụ thể. Do đó ở cái trình độ của E5-E6 nói chung là trình độ đại học thì đầu tiên của bài trình này là chỉ dừng lại cái chỉ hướng dẫn tiếp cận để chẩn đoán và xử trí sốc chung mà thôi. Được chưa? Còn tiếp tục chi tiết sau đại học chúng ta sẽ được chuẩn bị những cái nội dung sốc cụ thể, ví dụ sốc cụ là sao, sốc dẫn đến tức là sao, sốc phản vệ là sao, vân vân. Nhưng mà hình như là trong tổ bệnh lý bốn cũng có hai cái nội dung cơ bản là sốc phản vệ trước trung tâm là sốc cụ thể. Chúng ta có thể là biết cận trận đoán của biến sốc chung, chúng ta đi sau một cái kỳ một cái sốc. Như vậy hỏi trong giai đoạn thứ nhất, cái giai đoạn đầu tiên trong cơ chế bệnh sinh của sốc, thì giai đoạn này tại sao được gọi là giai đoạn táo bạo? Giai đoạn này có những đặc trưng như thế này nên người ta mới đặt tên cho cái giai đoạn này là giai đoạn táo bạo. Đó là gì ạ? Đó là lúc này cơ thể đã huy động các cái tuyến nội tiết, nó sẽ hoạt tiết và các cái hóc môn tiết cơ thể trong stress. Trong stress ở đây là trong một cái nét cụ thể, trong một cái nét và những cái chuyện sắp tới. Nên nói chung là trong stress, trong một cái stress. Để giờ bao gồm các cái hóc môn sau đây, đó là cu ca con của gan, là dây nắp của cái viên, là ngọt tiên con của mọi thực phẩm và các catecholamine của mỗi thực phẩm bao gồm để làm những loại hoa để làm những sinh. Ok, thì rõ ràng là cái hóc môn này có tác dụng gì của các catecholamine hoa sinh để giúp cơ thể vượt qua tình trạng của cái nét và các cái co mạch nó sẽ
ví dụ của các con hoặc chúng con sẽ giúp cơ thể vượt qua được tình trạng tạo những cho hóc môn này gây tăng trưởng. Ok, hóc môn này cũng tương tự tạo gì giai đoạn tạo động và đặc biệt là cơ thể sẽ tạo động cho các cái tuyến nội tiết có sự tăng trưởng một trong kế nếu mà sốc chúng ta nghĩ sợ trong giai đoạn này thì sốc có thể hồi phục nhưng mà trong này sẽ cực kỳ khó khi mà trong giai đoạn này bằng huyết áp và một số cái biểu hiện khác trên lâm sàng của sốc là không có hoặc không rõ ràng cho nên những bệnh lý cận lâm sàng thì thầy thuốc có thể hồi sốc hoặc là chưa nhận ra được do đó ở cái khía cạnh mà thăm khám á ở chỗ này nếu đòi hỏi cái mặt trụ phụ bài hay không thì sẽ không thể phát hiện mà nó đòi hỏi cái mặt trụ khác của người nhận thức đó chính là mặt trụ kinh nghiệm lâm sàng đó do đó thầy thuốc mà sơ và sàng lọc thì có khi là không thể phát hiện bởi vì tôi đã nói là cái điểm mặt trụ mặt trụ phụ bài như này không thể biết bởi vì biểu hiện không rõ biểu hiện về mặt lâm sàng không rõ được chưa? Tại vì nếu mà mặc đồ kinh nghiệm thì sao? Một cái thầy thuốc cái này không thể biết được nha, chỉ kinh nghiệm khó nhận được. Nhưng mà một thầy thuốc không tơ và sắc nữa thì đôi khi người ta biết trước thầy thuốc đó người ta không biết nói sao tự nhiên thì có bóng mắt chuyên nghiệp chính sự và bị khóc sắp tới thì động thái sẽ phải giải quyết đi các cái biện pháp xử lý. Ok, còn nếu mà chỗ này không khóc được, ta nói là mặc đồ kinh nghiệm do đó để mà có được cái chuyện kinh nghiệm thì lên trên các trường phải năm năm mười năm một năm hai năm rồi mình ra được cái này học sớm. Ok, còn nếu không tìm ra được thì bất cập sẽ đi đến giai đoạn kế tiếp, giai đoạn hai gọi là giai đoạn tâm phụ, giai đoạn này gọi là giai đoạn tâm phụ. Những đặc trưng của giai đoạn tâm phụ là gì? Tâm đầu do tác dụng của các hóc môn hiện còn nên tình trạng kết ra các huyết áp của con đường. Bây giờ giai đoạn sau ở giai đoạn xa của giai đoạn tâm phụ khi mà tác dụng của các cái hóc môn này không còn nữa thì lúc này bắt đầu huyết áp sẽ hoặc không luôn mạnh nhanh cho họ khó. Bây giờ thì ở cái giai đoạn này rõ ràng là chẩn đoán được chưa? Có chưa đâu. Ở giai đoạn này thì chúng ta có thể chẩn đoán ra một cái số tiếp nó đã đi đến giai đoạn thứ hai trong bệnh lý bệnh sử. Và nếu tệ hơn nữa là không chẩn đoán ra hoặc là không có sự biến gì thì chúng ta sẽ đi đến giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba là tương tự giai đoạn rối loạn chuyển hóa. Những cái điểm chính ở giai đoạn rối loạn chuyển hóa là gì ạ? Khi tế bào không nhận đủ oxy và đường do tổ chức ăn, tế bào chết đúng không? Không, tế bào chưa chết thì chúng ta có một cái cơ chế tự bảo vệ này trong sự tình trạng đó đường và oxy đó là sự chuyển hóa tiền tuyến, được chưa? Chính chuyển hóa tiền tuyến trong điều kiện thiếu oxy mà nên đường sẽ được chuyển hóa tiền tuyến để tạo năng lượng cho tế bào hoạt động. Nhưng rất đáng tiếc là sự chuyển hóa tiền tuyến lại sản sinh ra một số axit đặc biệt là axit butyric. Và axit butyric này chúng ta theo tên gọi là butyric. Và butyric này sẽ được tiếp tục chuyển hóa thành lactate hay axit lactic. Chính một lượng lớn axit lactic được tạo thành sẽ gây nên nhiễm khoan axit lactic và chúng ta đã chính trong giai đoạn nhiễm khoan. Được chưa? Mà nhiễm khoan chuyển hóa này, nếu nhiễm khoan chuyển hóa này đã có thể gây nên cường độ này ở đây. Rồi chúng ta sẽ học tiếp đó là cường độ này. Đó thì một cái chữ tờ ở đây là khoan chuyển hóa này. Chữ tờ này là nguyên nhân gây cường độ này. Chúng ta có phải hơn 10 chữ tờ thì gọi là các nguyên nhân gây cường độ này. Thì đây khoan chuyển hóa là một nguyên nhân cường độ này. Nó không cần đến giai đoạn kết cục đâu nhé. Ở giai đoạn chuyển hóa này là có thể đến giai đoạn kết cục. Bên cạnh chuyện chuyển hóa thì giai đoạn rối loạn chuyển hóa còn có một số những biểu hiện nguy hiểm sau đây. Đó là trong trạng thái khoan như vậy thì hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu rất dễ kết dính với nhau, đây gọi là hiện tượng scrub. Sự kết dính hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu như vậy sẽ gây tắc mạch. Tắc mạch ở đây là tắc mạch lớn, tắc mạch khó nhận hóa thì là tắc tim mạch. Ok, tiếp tục dưới tác dụng của các catecholamine trong môi trường quan thì đi dính sự chuyển hóa thành acid béo tự do
và các nhà thiết kế của cơ thể nó tiếp tục ngưng tụ lại gây tắc nghẽn cho họ. Do đó ở đây ngoài cái chuyện là những con này cơ thể còn phải chịu hàng loạt nữa, nó tắc vi mạch, có thể tắc vi mạch do các tế bào hoặc tắc vi mạch do sự liên kết của các thiết kế sẽ là vi mạch của họ. Thì tắc vi mạch xuất hiện thì gì sẽ ra? Đó đây là máu sẽ kèm khó mà có được tế bào hồi phục do bệnh viện gì tới sẽ tới giai đoạn kết cục khi mà tắc vi mạch rồi từ giờ thì lúc này á tế bào các cái tế bào các cơ quan sọc còn ví dụ như tế bào não tế bào cơ tim chẳng hạn đó thì dẫn từ cơ thể tiếp tục cấp máu thu tim một cái tích trữ để bị cơ chế tự vệ của cơ thể ở nhưng mà khi mà huyết áp tiếp tục tụt dần thì máu lúc này là khô máu nhiều máu sẽ không còn cấp đủ cho các cái cơ quan cấp cứu nữa thì lúc này suy sụp hoàn toàn các cái cơ quan cấp cứu này chúng ta quan trọng đó là não bộ khi mà não bộ nó suy sụp thì cơ quan chỉ huy có căn bệnh đã suy sụp rồi thì tất cả các cái hoạt động của những cơ quan trong cơ thể khác cũng sẽ bị đình trệ lại thế nên tình trạng cơn máu ưu tiên ban đầu cho cơ quan sống còn các cơ quan tích quan trọng thì chấp nhận là bị thiếu máu có thể sẽ giải quyết những cơ quan sống còn thì sẽ cấp máu cơ chế tự vệ không thể được rồi sau đó thì huyết áp tiếp tục giảm thì những cái cơ quan sống còn lẫn không sống còn đều bị giảm cấp máu và cuối cùng sẽ gây nên sự suy sụp có tính chất hệ thống của những cơ quan mà như mình đã nói là suy đa tạng là một cái điều sẽ không thể tránh khỏi một giai đoạn cuối cùng của tất cả bệnh nhân. Như vậy thì khi mà nắm được các cái giai đoạn cũng như các bệnh nhân như vậy đó thì mọi người sẽ thấy gì ạ? Rõ ràng là việc chẩn đoán rất là tập trung, chẩn đoán xác định rất là tập trung để biết chúng ta có những cái biện pháp xử lý tích cực ban đầu, được chưa? Những biện pháp xử lý tích cực ban đầu cho cái tiếp cận tập trung tôi gọi là hồi sức tập trung cương đó đó là cái biện pháp điều trị chính và vì việc hồi sức chăm sóc cơ bản là một cái biện pháp để ngăn chặn không cho chuẩn đi tới các cái giai đoạn kết cục trong cơ chế bệnh sinh của nó thì may ra nó cứu được bệnh nhân thì giờ một khi bệnh cảnh chuẩn hay được chăm sóc đã có biến chứng hay là biến chứng giai đoạn suy giảm lại thì cho nên phải gọi là biến chứng suy giảm thì tử vong không thể tránh khỏi. Vậy thì chẩn đoán có gì đặc biệt? Chúng ta sẽ dựa vào các cái đặc điểm cả lâm sàng và cận lâm sàng luôn. Bao gồm có thể tính sau đây. Như là nói của cái khác là chỉ cái quan trọng hàng đầu giúp chẩn đoán xong. Ở đây thì về mặt tiêu chuẩn để có thể rằng là thế nào là của cái khác thì công tác có thể phải lên. Nó bao gồm bốn tiêu chí sau đây. Thứ nhất là cái huyết áp tâm phu dưới 90. Thứ hai là một cái huyết áp tâm phu giảm trên 40 mmHg so với huyết áp tâm phu bình thường. Thứ ba, một cái huyết áp trung bình, huyết áp trung bình hay tâm phu, cái loại hai tâm phu hoặc tâm phu thứ ba, giờ dưới 70 có thể điều chỉnh sinh học hoặc huyết áp ở thứ tư hoặc huyết áp tâm phu vẫn duy trì được 90 nhưng họ đeo sử dụng thuốc vận động thì những cái tiêu chí đó là phải là thuốc chú ý là tôi sử dụng được mặt nhé có nghĩa là cái cần một cái nào tới trước thì họ có quyền hành trước nên khi được nào tới trước thì ta sử dụng thứ hai cũng quan trọng không kém đây là một cái biểu hiện vấn đề của các bạn khác để phát hiện đó là tình trạng co mặt ngoại vi thì thế nào khác để phát hiện có co mặt ngoại vi chúng ta sẽ ấn trên một tay của mình chúng ta sẽ đánh giá thời gian cổ đầy co mặt có nghĩa là khi ấn trên một tay của bệnh nhân được thả ra ở cái người không có hiện tượng co mặt ngoại vi thì một tay lập tức hồng trở lại do bệnh nhân sốc có co mặt ngoại vi nên khi thả ra một tay sẽ lâu hồng trở lại từ 3 giây trở lên thời gian từ 3 giây trở lên đó là thời gian đổ đầy mặt to
thay đổi hành vi của ngài. Ok. Nhưng mà như là trên đường vẽ đấy, sẽ khó khăn hoặc là khác khác được với bệnh nhân. Sắp tới đây rồi, nếu bệnh nhân thấy cơ họ thì cũng có cách thôi. Sao? Có cách thôi sao? Thầy thuốc có sức luôn luôn phủ sẽ lọ hai sợi con tại móng tay. Nên thầy có sự phủ khẩn cấp là đáy gan sẽ trở nên chạy lại đáy gan một lớp đáy gan lên tóm lại điều gì vừa là có liên quan đến ở phía sau không cần có kẹt. Thứ ba đó chính là kiểm tiến tăng lên. Thứ tư đó chính là nhịp thở cũng tăng theo luôn. Nhưng mà biểu hiện tăng lên số thở có thể sẽ bị nếu từ cái sốc này là cái sốc có liên quan tới tuần thứ một, ví dụ như viêm phổi cộng đồng hay viêm phổi bệnh viện đó, thì viêm phổi sẽ gây tăng số thở và là yếu rồi. Biết là sốc là do ở anh lơ hay là từ cái phổi cho nên là khó thở nhịp thở thì điều này có thể khó khó đánh giá nếu biết cái bệnh này chắc còn khó thở. Thứ năm là rối loạn chi giác. Tại sao có hiện tượng rối loạn chi giác ở đây? Rối loạn chi giác được giải thích lúc ban đầu đó nhé là do tình trạng thiếu thông tin cấp cho người gây ra sự rối loạn chi giác. Nhưng ở những cái giai đoạn sau khi mà đã có biến chứng có sốc rồi, ví dụ khi chứng thất mạch chẳng hạn, thì bị rối loạn chi giác cũng đánh giá xem đã có rối loạn chi giác không. Nhờ giai đoạn sau mới có rối loạn trong cảm máu gây chảy máu não chẳng hạn, thì cái chuyện rối loạn chi giác do các cái biến chứng khác gây ra chứ không phải là chỉ dùng đơn giản là do cái vô chi giác. Và cuối cùng thứ sáu đó là biểu hiện hoặc vô hiệu. Chuyện biểu hiệu hoặc vô hiệu này chúng ta sẽ đánh giá qua cái lưu lượng nước tiểu mỗi giờ. Thì để đánh giá qua lưu lượng nước tiểu chính xác một giờ thì mình tiếp tục đánh giá một lượng. Để giờ chúng ta phải đánh giá là biểu hiệu chúng ta có thể đến 4 giờ, vô hiệu chúng ta có thể đến 4 giờ. Vậy thì bệnh tâm thể sẽ có gì? Nói chung thì đây là một cái bệnh lý chung chung nên cần tập thể nó có khi nó hơi quá để cho nào là có chất mới móc rồi nó sinh quá rồi nguyên bao giờ là từ cái em bé sinh ra bị chảy độ rồi sinh máu rồi bị tiêu được non lên trên bụng rồi lại cái đây đó thì cần tập thể nói chung là hơi kẹt đây khi mà đây nói về vật chăm sóc chung rồi dân còn cái thực tế với tập thể khi chúng ta định hướng, khi chúng ta nghiên cứu về phần cảm xúc đại hóa thì chúng ta sẽ chỉ định là tâm thể sẽ phụ trung trong cái bệnh cảm xúc tại hiện tại. Ok, ví dụ sốc tim, khi mà là sốc tim thì bắt buộc phải đo nhịp tim rồi bắt buộc phải định lượng siêu âm tim được chưa? Rồi nếu là sốc giảm thể tích thì chú ý là xét nghiệm có thuốc máu để đánh giá tình trạng cô đặc máu, thiếu máu không như thế này để đề ra những biện pháp xử lý. Nếu là sốc nhiễm trùng thì ngoài những cái cận lâm sàng thường quy như là có thuốc máu, đường kê hoặc những cái đồ chúng ta cần thiết ở làm cái máu, cái tiêu diệt nhiễm trùng ví dụ cái làm cái tiêu thảo tử cái việc mạch phổi vân vân để giúp cho chúng ta được con rồi sốc cho cái đó thì hiệu lực ví dụ chỉ là nguyên tắc phổi thì phải là định lượng V, đáp ơn là V nghe rồi đại dịch mà ngoài tim V nhẹ nhất trên cấp đó thì có khi là phải tập nhiều ngày tim nữa rồi cái nhiều ngày tim ở cái gì nguyên nhân có bất kỳ nhiều lúc đó rồi dạng tim này còn có ba thì phải chọn chức quen trên phổi thăm khám để xem là chúng ta có cái tuổi thọ thường hay không, chúng ta sẽ phải chăm sóc cho vì vết thương thường thọ đó nên là trước một cái bệnh muốn làm sạch thì người này uống
lớn, bây giờ thì mới đưa ra các cái phần nào sẽ khu trú giúp việc Việt Nam có sản phẩm. Và ở đây họ bị nó chung chung nên là cái gương đó và nó sẽ đưa lên cái slide đó chưa. Vậy thì sự kiện chúng ta bắt đầu lại sẽ sự kiện của sản phẩm và các phần để xử lý một phần sóc bao gồm hồi sức trong sóc cơ bản thì nguyên nhân và điều kiện biến chứng không tại sao điều kiện nguyên nhân và không nói tại sao vậy tại sao điều kiện nguyên nhân và điều kiện biến chứng không nói đây là bởi vì chúng ta đang chúng ta ở một cái bệnh lý sóc chung các bạn, do đó điều kiện nguyên nhân không thể bàn được đây. Bởi vì không có nguyên nhân chỉ là nó không thể có điều kiện nguyên nhân được. Rồi điều kiện biến chứng thì phải biết rõ để cho đó thì tùy mỗi cái bệnh cách sóc gì như vậy nó sẽ có biến chứng đôi khi không có giống nhau lắm nên là phải đưa vào mỗi cách sóc cụ thể thì có thể điều kiện biến chứng này mới có thể có được được chưa. Nên nó tóm lại trong cái việc tiếp cận cái chẩn đoán và xử lý sóc luôn thì mọi người nắm cho tôi đó là hồi sức trong sóc cơ bản. Được chưa? Vậy thì hồi sức trong sóc cơ bản này, hồi sức trong sóc cơ bản này là cái gì? Là cái gì? Là cái này. Hồi sức trong sóc cơ bản này. Ông bà tạo lợi dụng tới được luôn này. Như vậy thì cho dù là sóc này là nằm ở cái nhóm nào cái chặt nữa thì tất cả các cái sự chuyển chung ban đầu cũng sẽ là hồi sức trong sóc cơ bản. Thì nó có cách khác, hồi sức trong sóc cơ bản nó có cái pháp điều trị mà nó để được áp dụng cho tất cả các loại sóc. Hiểu chưa? Thì họ gồm ba cái biện pháp điều trị cụ thể. Thứ nhất là đảm bảo hô hấp, thứ hai là đảm bảo tình trạng tuần hoàn, có thể là phụ nữ sinh nhật đó, và thứ ba là sử dụng thuốc vận mạch. Hiểu chưa? Thứ ba là sử dụng thuốc vận mạch, chúng ta sẽ đi lần lượt. Vậy thì đảm bảo hô hấp là gì? Đảm bảo hoặc là gì? Đảm bảo hoặc là tích hợp. Đảm bảo hoặc là những bản khác sử dụng để giúp cho lại sự phục vụ của bộ học sinh. Được chưa? Đó thì tùy bộ vào tình trạng hô hấp của mình như thế nào, chúng ta sẽ có những biện pháp hỗ trợ phù hợp. Đó, thì chúng ta sẽ có 3 biện pháp hỗ trợ hô hấp chính cho đặc sản. Thứ nhất là cho tạo thêm mũi thứ này là thở máy không sọc hơn và là cái tiết kiệm tạo không sọc hơn, có nghĩa là thở máy nó như không đạt có những người và thứ ba là không có nghĩa là tạo có những người và thở máy cũng bị hoàn toàn để cho nên một bệnh nhân còn bị với bối cảnh sốc mà không có khó thở thì cái đầu tác cơ bản chỉ là các công ty của người tạo cũng được hay được tạo để cho bệnh nhân với một cái bệnh nhân còn bị khó thở nhiều quá, khó thở dữ dội, không tỉnh táo nữa thì đôi khi là đặt vào kỹ thuật và thở máy cũng bị hoàn toàn đó để làm cho một cái biện pháp đảm bảo hô hấp thì bây giờ để trẻ hô hấp như thế nào và để đó chúng ta sẽ phát triển phù hợp bây giờ cái này cho nó sẽ là đối với bệnh sản và là khi đi thở nó sẽ thấy thứ hai đảm bảo tuần hoàn hay là ổn định huyết áp thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì ạ? Chúng ta sẽ sử dụng tiền truyền hình đó là truyền dịch. Công tác thứ hai để đảm bảo tuần hoàn đó là truyền dịch. Vậy thì trên lâm sàng sẽ có những loại dịch nào? Trên lâm sàng sẽ có rất là nhiều loại dịch về cơ bản nó đưa ra cho mọi người ở đây là hệ thống khác. Vậy thì mọi bài tập loại dịch này chúng ta sẽ được chọn những loại nào? Ta sẽ lựa chọn loại nào? Tại sao lựa chọn loại này? Bao gồm là natri cao đuôi thì còn nhẹ hoặc là viêm cơ lạc phát hoặc là đường thẳng trong. Tại sao lựa chọn loại này? Nhiều dịch như thế nó mạnh nhưng mà chung quy lại chúng ta chỉ có hai dấu dịch chính trên đất này mà thôi. Thứ nhất đó là dịch tinh thể. Dịch tinh thể là ba cái loại cuối đó. Đường 5% và được xem là dung dịch tinh thể dược chung. Những loại trên chúng ta gọi là dịch cao phân tử. Thì trên lâm sàng chúng ta
sẽ có hai cái triệu chứng như vậy thôi. Về mặt chi tiết thì tinh thể nó có đặc tính này. Thứ nhất, trọng lượng có thể thấp. Thứ hai, thời gian tồn tại trong động mạch ngắn. Được chưa? Bởi vì sao? Bởi vì nó có sáng rất là mạnh ra ngoài vào. Được chưa? Đó, nó là ngay đặc tính chính của dịch tinh thể. Ngược lại, với dịch cao phân tử thì đặc tính chính của nó luôn có dịch tinh thể. Bao giờ là gì? Đó là cái dịch cao phân tử thì là sao? Trọng lượng phân tử. Được chưa? Thời gian tồn tại trong động mạch, nơi có sáng chủ yếu trong động mạch không, nên cái thời gian tồn tại trong động mạch rất dài so với dịch tinh thể. Do đó để ý cách sử dụng được của con, do đó về mặt chi tiết á, dường như dịch cao phân tử sẽ nâng cái án tốt hơn dịch tinh thể. Được chưa? Nhưng thực tế về mặt triệu chứng lâm sàng, khi mà các cái biểu hiện lâm sàng đã nghiên cứu dựa trên những tiêu chí là tỷ lệ tử vong có giảm hơn không so với sử dụng dịch tinh thể, hoặc là người ta nghiên cứu dựa trên những tiêu chí sức nâng huyết áp của dịch cao phân tử có sự tốt hơn của tinh thể, tại vì những đó tiêu chí là tỷ lệ tử vong có giảm hơn không, hay là việc điều trị sốc thành công hơn là sử dụng dịch tinh thể hay không, thì các cái trường hợp này đều là không chứng minh được dịch cao phân tử là dịch cao phân tử nó sẽ có những tồn tại sau đây. Thứ nhất là mắc tiền, ok. Thứ nhất là đắt tiền. Thứ hai là không sạch nó. Không phải là cái biến nào có dịch cao phân tử đâu, chỉ thấy là ai ra được biến tử trở nên không có dịch cao phân tử, đứng dịch có đâu. Được chưa? Không sạch nó. Và thứ ba là dịch cao phân tử có cái chỉ định là phải chống cộng, bao gồm là nếu suy thận không được dùng, nếu có rối loạn đông máu không được dùng, và thêm nữa các cơ địa dị ứng, cơ địa phản vệ thì dịch cao phân tử cũng không được dùng, bởi vì dịch cao phân tử là cái nạn nhân khá là thường xuyên ở trên. Do đó về mặt lâm sàng thì phổ biến các cái khuyến cáo trong sự chăm sóc thì nói rằng dịch tinh thể mới là lựa chọn đầu tay trong xử lý sốc người. Đã chưa? Nên nhà tiên bao nhiêu thì tự nghĩ hoặc tiên cơ lát tát hoặc từ 5% là cái lựa chọn đầu tay mình sử dụng trong cuộc sống trong sốc người. Vậy thì sử dụng loại dịch này như thế nào? Cô nói là sao? Truyền thực phẩm nhanh nhất có thể, trung bình từ 20-30 đến 1 tiếng nữa. Đối với sốc nhiễm trùng thì cái điều vô lệnh ban đầu có thể cao hơn so với những sốc khác là 30 chỉ đích gần này, 30 chỉ đích gần 1 tiếng nữa. Và đối với sốc nhiễm trùng, ví dụ bệnh nhân còn bị chẩn đoán sốc nhiễm trùng thì điều trị sẽ đặt ngay 20 chỉ đích và cho bệnh nhân trước có thể từ 5 đô ký thì là 1.500 chỉ đích gần này. Được chưa? Phải hỏi thế hết rồi thì sao? Sau khi một lớp 30 mươi đến một tiếng gần này thì nó còn thì sao? Nó thế gì? Đánh giá huyết áp, ok, sau khi truyền xong mà huyết áp lên thì sao? Vì một ít chăm sóc cơ bản vừa rồi mình đã nói là có ba cách chính, thứ nhất là hỗ trợ hô hấp, thứ hai là truyền dịch để hỗ trợ tuần hoàn, thứ ba là các biện pháp chúng ta có thể sử dụng thuốc của mình. Thì khi vô lớp 30 mươi lít trong chiếc cân này và huyết áp lên rồi thì sao thì có một chữ là thì sao, khi đổ dịch như thế mà huyết áp lên rồi thì sao, thì không có nghĩa là hết rồi đó, tức là huyết áp đã lên thì ok rồi, chúng ta không giải quyết gì nữa. Thế chưa? Nhưng mà không được là nó sẽ không lên. Tại vì khi đã được 20-30 đến cho 1 tiếng cơm thịt rồi mà cứ thật được không lên nữa thì làm sao? Sẽ có hai cách. Một là bước thứ ba, hút động mạch. Hoặc là bước thứ ba là tiếp tục truyền dịch nữa. Đó,
có hai câu chuyện đó. Chúng ta sẽ đi theo đường này. Gợi ý này. Gợi ý này. Chỉ có biết mà con điều gì có khóc về bạn, có tình cảm, có tình bạn này. Đảm bảo sức khỏe có điều gì, sử dụng thuốc và tập. Thế thì chưa? Ba việc phát triển trong điều gì có khóc về bạn thì có nhớ đó là hồi sức thì đó là hỗ trợ hô hấp, đó là đảm bảo trong cái cách phát triển thì ta gọi là hồi sức chăm sóc cho bệnh, đảm bảo những cái cách chung cho tất cả các bệnh chăm sóc, được chưa? Đó là để ý đó. Vậy có hai con đường mình sẽ đi theo con đường nào? Để ý cũng tất nhiên là đơn giản thôi, không có gì hết, không có cái gì mà họ để suy nghĩ, họ còn cao siêu, rất đơn giản. Vậy thì gợi ý để biết con đường trả lời. Chuyên án không cải thiện, chuyên án không cải thiện mà dịch truyền là đủ rồi thì nó còn mạnh rất là sử dụng. Bởi vì khi mà đã vô định dịch xong, chuyên án không đơn thì chúng ta sẽ đi tiếp sử dụng của bọn mặt hay tiếp tục truyền dịch. Có em còn hỏi lên đó là bởi vì mình vừa truyền dịch mà mình vừa sử dụng của bọn mặt có dịch không? Đó thì vậy là bọn đang có tới 3 học được chưa? Để đi con đường nào? Đi theo con đường nào? Chứ đứng lên chỗ học khác với học viên sơ này thì một là đi thẳng xuống nhân lên xuống cầu bà bỏ, hai là quẹo học trường, hai là ba là đi xuống phía trong. Đây là gợi ý để trả lời đó. Nội dung này là hết rồi đó. Nội dung sắp này đến đây là hết rồi đó. Ba biện pháp chính trong hồ sơ chăm sóc người bệnh đã kết thúc rồi. Tại vì mọi người đã có được nào? Gợi ý này là như thế đó. Và cũng không có gì có tiêu chuẩn cao như thế. Ok, lớp đi. Không có ở bên trên mặt lòng. Cũng không có công nhân. Bạn trả lời là sau khi là vô đất xong cái ghép phòng lên thì anh chế xem có phụ nữ dựng hay chưa, được chưa? Ok, thế là như thế phải làm gì? Rồi bạn trả lời là đánh giá xem phụ nữ dựng hay chưa là để đấy, nếu phụ nữ dựng rồi thì không truyền dựng nữa, và nếu chưa phụ nữ dựng thì chúng ta sẽ tiếp tục truyền dựng. Nếu phụ nữ dựng rồi không truyền dựng nữa là vì sao? Chúng ta sẽ chọn cách là sử dụng thuốc phòng bệnh, được chưa? Và nếu đánh giá không phụ nữ dựng thì tiếp tục truyền dựng cho bệnh nhân theo cái cách cũ là cô lên 30% trong cái bệnh nhân đó, thứ 30%. Dân cho đến khi nào phụ dịch thì không, làm sao để biết phụ dịch, làm sao để biết phụ dịch, phụ dịch hay là thừa dịch hoặc là thiếu dịch là cách đó trong hàng thì chỉ cái vấn đề này cho nên sẽ gọi là chưa đủ đánh tức xương phong trầm mặt hay đủ đánh tức xương phong trầm mặt hoặc là quá thừa đánh tức xương phong trầm mặt. Bây giờ còn ở trong hàng là phụ dịch chưa hay thừa dịch rồi nhưng nếu mà nói đọc theo cái tờ lai này á là chúng ta thuộc khẩu rất nhiều so với thế giới. Hiện tại á TPP là
cái con số để đánh giá cho cái quyết tâm tâm lớn, có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện một cái chủ đồ nữa, chủ đồ này gọi là đặt cái đề là quyết tâm, thì chúng ta mới đo được cái con số TPP. TPP là quyết tâm của cái chữ áp lực là quyết tâm, tempo bello pressure là áp lực đó. Thì đây là một con số để đánh giá về cái quyết tâm nhưng nó là hiện tại thế giới người ta đã không ủng hộ thì rất đi bị đặt Canada trở thành trung tâm chỉ để lo thì đi bị. Tại vì nếu không ủng hộ cái việc không ủng hộ cái việc đặt Canada trở thành trung tâm thì thế giới có bước tiến nào thì đánh giá trở trẻ là đất trung tâm. Người ta đã có cái máy móc thăm dò một số quyết tâm khác và một số ở trên lại thế giới đi trước chúng ta. Tại Việt Nam vì điều kiện đất nước còn nghèo tại mọi quốc gia, máy móc cũng không mua sắm được gì, do đó các thầy thuốc lâm sàng vẫn cứ phải sử dụng các con số hiện hữu bao giờ GDP và những con số khác nữa thì mà cũng trở thành lớn hơn, đó chính là chỉ số sẹt của bệnh nhân tự chủ hay là cái đường chứng của bệnh nhân tự chủ trên trung tâm đó thì nó cũng trở thành lớn hơn. Phải đặt cái này nên là có rất nhiều một số biến động để giúp đánh giá tình trạng của dịch hay chưa. Thì trong điều kiện Việt Nam, TPP vẫn là một số đánh giá tình trạng biến động có ích. Mặc dù một số này cũng có một cái bất lợi lắm nha, nhưng trong điều kiện Việt Nam là một cái này là một cái sự rồi. Vậy thì thuốc vận mạch là cái thuốc gì đấy? Thuốc vận mạch gọi là vasopressor là những cái tác nhân gây co mạch, được chưa? Nên nó cũng vận mạch có thể đây là các tác nhân gây co mạch, người ta gọi là thuốc vận mạch là những cái con các chủ bài, nó các chủ bài nó biết là không có gì này đấy, nó giúp nâng cái tải của cơ thể và tải cái co mạch đó thì và những em trên lâm sàng chúng ta chỉ có bốn loại thuốc vận mạch chính trong đây là thôi, đó chính là no an về thanh niên, đó chính là an về thanh niên, đó chính là đủ bốn thanh niên, đó chính là đủ bốn thanh niên tiếp không có thể đóng nó rồi. Ở các nước phát triển như ở Mỹ thì chúng ta có rất nhiều loại thuốc vận mạch khác nhau nhưng mà ở Việt Nam và thị trường Việt Nam có bốn loại, nên tóm lại mà nói thì cái việc điều trị thuốc vận mạch Việt Nam chỉ có lựa chọn không có. Vậy thì cách sử dụng các thuốc vận mạch này hay là chỉ định thuốc vận mạch này thực hiện như thế nào thì nói chung cũng tùy vào thứ nhất là tình trạng huyết áp của người bệnh, thứ hai tùy thuộc vào cái dạng bệnh lý sốc nào thì chúng ta sẽ chỉ định thuốc vận mạch tương ứng. Trong ví dụ sốc nhiễm trùng thì thuốc vận mạch đầu tay và cái chỉ định ở trên này non hay là thanh niên, ví dụ rồi non hay là thanh niên có thể chỉ định cho những loại sốc khác, bất kỳ loại sốc nào mà có thuốc huyết áp đặc thù giảm đặc dưới đặc thù thì có thể sử dụng non hay ok. Đó thì ví dụ như thế thì bên ngoài cho thấy rằng là cái việc chỉ định thuốc vận mạch nó cũng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm để chúng ta sử dụng, được chưa? Thì trên lâm sàng tùy thuộc vào bối cảnh bệnh lý nào thuốc vận mạch sẽ được chỉ định. Do hiện tại là chúng ta đang có cái sốc chung nên thuốc vận mạch không thể nói được như thế nào nên từng loại thuốc vận mạch sẽ được chỉ định trên những cái bệnh lý khác nhau. Ví dụ đối với em thì sốc nào sẽ được sử dụng, sốc vận mạch đó là chưa đó. Thì đây là một cái máy điện thoại, thế giới người ta sử dụng các cái thông số quyết tâm không tâm lớn để đánh giá có tiếp tục tổ chức được mà không cần phải đặt cái này là trung tâm sự do của bộ đặt cái này là trung tâm là tạo cái bộ của bộ có chịu mà đi và khi mà được tiền của bộ này á người nhà mình biết là coi nó đọc như này thì do họ rất chịu mà đi những cái bệnh thế giới là trung tâm nếu mình đặt cái này trung tâm và đo xin đi. Vậy thì thế giới là cái này chúng ta để làm gì? Là một con đôi ba chỉ, là đôi ba chỉ.
thì tao xin đi thì ta còn cần sử dụng các nhân tố là nhiều máu là cái gì, ví dụ đối với cái máu một lần chảy là 10 lít, một lần chảy một máu là 10 lít, mà một lần chảy chưa phải còn nhiều ba đó là ba nên nếu nó ra bên ngoài viêm ba chục lít không khó, ví dụ như cái một cái gì đòi hỏi cái một đặc biệt như là chảy máu thì được lượng sắp tới định lượng sắp tới tăng tái huyết tương tăng là một tiêu chí để chẩn đoán sốc não rồi. Nên ở đây nó đấy nó tái không thì không có được bột cano, do đó sử dụng các cái loại bột cano thấy là sự nghiệp chúng ta ok, và là chúng ta sử dụng các cái trung tâm để truyền cái sự kiện có đặc tính đặc tính độ bền cho ví dụ như truyền các cái chương trình như truyền có cái gì được chưa, là truyền các cái dung dịch nuôi dưỡng có acetamin, hoặc là truyền các cái dung dịch uống ăn bao gồm là y tế là acetamin rồi truyền và đậu uống ăn ở những dung dịch này có đặc tính đặc tính của này nếu dịch chuyển mà viêm nó có gây tăng sơ gây ra hoặc là lâu ngày sẽ gây sơ lúc này ta sẽ phải làm đây chúng ta biết chưa, nên quan niệm của thế giới là đặt để là đôi mà thì là cái đặt để đôi hormone một nhưng trong cái viện thì đây là một cái công tác mà bây giờ chúng ta sẽ đi tới các cái bát điện tử giống như là các cái bát điện tử trên cái máy monitor giống cái monitor gắn tay cái bát điện tử trên đường bây giờ rồi có một cái đầu dò xung quanh nhỏ và có tay nhỏ để cái phần khi gắn bát điện tử lên để cái đầu dò xung quanh cái phần tăng lỗ lên thì làm rất là các thông số chúng ta sẽ đi vào bên này bao gồm là thể tích tổng máu tập phù trong phổ lực SP bao gồm là SPP rồi CI CI cảm giác như thế số tim CO cảm giác hào hứng cung cấp tim có mức tăng tiêu hoạt động và dựa trên các thông số này chúng ta sẽ quyết định là có điều gì để chơi hoạt động đó thì mình không có cái góc đông dài nên là phải đặt cái đấy không một chút là bỏ luôn nha, bây giờ ta sẽ qua bỏ luôn trước này một cái nội dung rất chi tiết của một cái chất lượng